Lại đi chơi để ăn nhà hàng. Nhà hàng có được chơi, có trò chơi, có game. Hôm nay đi ăn nhà hàng buffet, có chơi game nữa. Đó, giờ mình lấy cái dĩa, mình cũng lấy gì mình lấy, ăn thoải mái. Nhà hàng buffet dành cho con nít, pizza người Ý, kem, bánh này nọ. Giờ không biết ăn gì. Cũng ra khó lấy con mất cái muỗng này, muỗng này nó ngộ vậy nha, múc không được nhiều lắm. Ở đây ồn quá.